Như vậy chúng ta có cái phước báo được quy tam bảo, được thọ trì bát giới ít nhất là trong ngày hôm nay. Còn khi quay trở lại cuộc sống hàng ngày bình thường của mình, thì ta cứ cố gắng giữ gìn tam giới. Và khi có điều kiện thì ta cứ đi thọ trì tam giới. Thì phước báo của việc quy y và thọ trì giới này vô cùng lớn, không thể tính nghĩ bằng. Không có gì mà giữ một cách trọn vẹn, một cách viên mãn từng ngày một đó. Thì cái phước báo ở trong từng ngày cũng là vô lượng. Nên trong những cái ngày nào mà các vị chót phạm phải những lỗi lầm nào đó thì các vị hãy sám hối, sau đó chúng ta lại quay về chỉ giới à, thì một cái lần như vậy thì tâm chúng ta trở nên trong sạch và chúng ta không có bị hối tiếc nó giảm vào và chúng ta tiếp tục tu giới mỗi lần mỗi ngày mỗi năm mỗi tháng chúng ta chỉ giới thì chúng ta cái phước báo là vô cùng lớn. Tại vì ba cái nguồn phước thiên lớn mà Đức Phật dạy cho chúng ta là bố thí, trì giới, hành thiền. Thì bố thí là bố phước báo là vô lượng, nhưng mà tốt hơn là trì giới và tốt hơn nữa, tốt hơn cả là hành thiền. Cái mức độ phước báo, cái lợi ích của nó ngày càng lớn, càng cao hơn. Nên các vị ý thức điều đó thì các vị có thể thực hành nó hàng ngày, hàng giờ, bất kỳ lúc nào các vị cũng có thể tạo được thiện phước, thể tạo được phước nghiệp. Tại vì các vị nhớ cái điều này trong đầu thì các vị có thể thực hiện được hàng ngày, hàng giờ. Lúc nào các vị nếu mà có nhớ được là các vị tạo được cái phước thiện ngay lập tức. Bây giờ chúng ta thực hồi qua các cái 10 cái phước thiện đó, các vị còn nhớ nó dựa trên căn bản của ba cái gốc chính là bố thí, trì giới, hành thiền. Thì trong cái bố thí nó có thêm hai cái nữa, nó thành cái nhóm có ba phước thiện. Bố thí nó thêm cái gì nữa còn nhớ hả? Bố thí là đi cùng với tùy hỷ, rồi hồi hướng công đức. Mấy cái việc đó các vị có làm được không? Thấy người khác làm thiện việc, các vị hồi quan hỷ, sa du. Đấy là các vị đang tùy hỷ đó, đúng không? Mà các vị chỉ có làm như vậy thôi mà các vị đã có phước đức, phước báo chứ chẳng cần phải làm gì cả, chẳng có khó khăn gì cả. Chỉ cần có cái tâm sao quan hỷ với thiện nghiệp thì chúng ta đã có thể tạo được phước báo vô lượng. Như vậy trong cái nhóm bố thí thì có thêm gì? Tùy hỷ và hồi hướng công đức. Chúng ta làm xong thì chúng ta làm được công đức bố thí hoặc bất kỳ một cái thiện nghiệp nào đó và chúng ta hồi hướng công đức cho tất cả các chúng sinh thì có cái lại làm sao? Đã có công đức lại nhân thêm công đức, đúng không? Và công đức để của chúng ta nó chỉ có lớn mạnh thêm chứ không bao giờ nó tổn hại. Vậy chúng ta khi chúng ta biết cái cách ấy, chúng ta lúc nào chúng ta có thể tạo được công đức nhiều hoài ấy, mà không bao giờ chấm dứt được. Thế còn cái nhóm thứ hai trì giới, bố thí trì giới có thêm cái gì nữa? Cái nhóm của mình cái thiện nghiệp của mình thường xuyên nhớ trong đầu của không bị dễ làm, có bị quên thì sự nhớ ra thì không bị làm, nhưng có bị nhớ thường xuyên trong đầu nó giúp cho con bị thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Thế cái trì giới nó cũng thêm pháp gì? Cung kính các vị lễ đại các sư rồi này, và các vị lễ đại các vị cung kính các sư thì chả được gì đâu, đúng không? Các sư mà nhận cái điều đó người ta cũng người ta lạnh mình, là các vị các sư đó trả nghiệp cũng nặng. Mình chỉ có ngồi đấy để làm những phước tiền cho người ta tạo dựng công đức thôi, người ta trong cái mình người ta nhớ đến phật pháp tăng, người ta cung kính, người ta tưởng nhớ đến phật pháp tăng, người ta có phước, người ta tạo được phước. Bởi vì cái gì người ta lệnh mình là mệt lắm. Các vị làm các vị đừng có lăn tăn xem cái vị đấy là đáng hay không đáng, các vị hiểu không? Các vị cứ nhớ đến phật pháp tăng như xưa, các vị cung kính, tức là sao? Các vị được phước lắm.
hết, không bị tặng được phước lắm nhé. Cung kính thứ hai là gì? Phục vụ đấy là gì? Chia sẻ về mặt thời gian, rồi thì cái công sức, tất cả các cái việc dù lớn dù nhỏ các vị có thể tham gia giúp đỡ người khác, làm thay cho các thí chủ, ví dụ đây là đều được hết. Các thí chủ người ta có tiền, có bà, có vật trí, mình thì có công, có sức, có thời gian mình đóng góp vào. Và trong lịch sử thì có cái vị chỉ có đi làm giúp cho các thí chủ thôi, mà khi thân hoại mà chung tái sinh và cảnh giới cao hơn các thí chủ. Tại vì người ta làm tận tâm tận lực với tất cả tâm trí, tâm tính tốt đẹp của người ta đó, thì người ta sẽ làm cái điều đó, người ta sẽ được cái lợi ích gì vậy. Cho nên các vị ở đây là trong cái nhóm chỉ giới có thêm gì nữa? Phục vụ và cung kính, tất cả tổng cộng mấy pháp được? Sáu pháp được. Cái pháp thứ bảy là hành thiền, còn với ba cái pháp bị kẹp nó nữa thì thành 10 cái phước nghiệp mà các vị phải nhớ, thường xuyên nhớ trong đầu. Thì cái hành thiền này nó liên quan đến thứ nhất là thiền pháp, tức là nghe pháp. Thiền pháp các vị đã nghe này, riêng cái chuyện nghe pháp thôi nhé, mà các vị được hướng dẫn các chư tăng, mà các vị thỉnh mời chư tăng nghe pháp, và các vị lắng nghe pháp, phương thiện các vị đang tạo nghiệp, tạo cái phước vô cùng lớn để phát triển trí tuệ, không những trong kiếp này mà trong các kiếp sau dẫn đến giải thoát. Như vậy là thiện pháp thì các vị ghi nhớ là khi gặp chư tăng đó, ngoài cái việc cúng dường, ngoài cái việc chặt thọ trai, chặt tay tăng cúng dường, các vị đã được phước báo rồi, thì các vị hãy cố gắng thỉnh nghe pháp, xin một lời, một đôi lời chỉ dẫn nói pháp, thì cái cơ hội để nó cơ hội và học quý hiếm, gặp được chư tăng cũng phải lúc nào, ngày nào có vị cũng gặp, và nó có đủ thời gian, thời cơ để người ta nói pháp đó. Thế nên là trên các Phật tử ở bên Miến Điện đó, người ta có cái thói quen, người ta có cái thói quen ví dụ như gặp chư tăng ấy, người ta cổ vũ ra, người ta cổ xếp ra, người ta đứng cạnh, người ta đứng chắp tay, các đứng chắp tay là cung kính nhé, người ta đứng đây là ta sẵn sàng ta nghe những lời thuyết pháp. Tại vì sao? Trong cái luật của giới luật tiền cứu là người ta không thuyết pháp đến người mà đi xét đội ngũ ngồi cao hơn vân vân, một loạt các cái giảng buộc đấy, là người ta không có thuyết pháp, không thuyết pháp trong trường hợp đó. Các vị có hiểu không? Cho nên người ta tận dụng cơ hội, chẳng biết là có thuyết pháp hay không, chẳng biết thì cứ bỏ xem ra cái nào, bỏ ngũ ra cái nào. Nhớ các vị kia mà thấy hứng lên, mà thấy mình bỏ xem bỏ ngũ đấy, các vị có thể nói vài câu pháp là mình có đợi rồi, đúng không? Cho nên là người ta tại sao có những cái ngoài cái bỏ xét, bỏ ngũ bỏ xét như bỏ dù như vậy, là một cái thái độ cung kính, nhưng mà có cái ý là muốn sẵn sàng nghe pháp. Tại vì khi mà các vị đi về đi xét đội ngũ các chư tăng trong điều lệ không, trong các vị môn ca không có nói pháp, còn nhiều cái khác, nhiều cái điều kiện các giảng buộc khác thì trong đó điều kiện các vị không biết, khi tặng là chỉ có im lặng những lúc đấy thôi, các vị chẳng biết được, các vị cũng chẳng bảo này bỏ xét ra để đưa pháp đâu, không được phép yêu cầu của người ta như thế nào thì mình quan sát và mình đáp ứng, chứ mình không ra lên người ta đâu. Mình đang ngồi như thế này, người ta ngồi cao hơn mình, không thể bảo người ta anh xuống đi, tôi ngồi cao hơn, không thành, không có chuyện đấy đâu. Khi tăng chẳng có phép gì, chẳng có quyền gì cả đâu. Nhưng mà nếu mà thấy người ta ngồi cao hơn mình, ta không có nói chuyện, không có pháp, người ta ngồi, người ta cứ ngồi, mình ngồi cũng được, chẳng có sao, chẳng liên quan gì đến mình, nhưng mà không có bao giờ nói pháp. Các vị hiểu rồi, như vậy chứ tăng thì chẳng có được phép yêu cầu đòi hỏi gì cả. Có như nào thì Phật theo thì như thế, tùy theo giới luật, tùy theo hoàn cảnh đó mà làm hay không làm. Thường là những người giữ giới, thường người ta giữ im lặng, người ta không nói gì cả. Chắc các vị cũng khó mà biết được, khó mà biết được trong những gì như này thì xin giải thích, chúng ta phải có cái biết thôi. Nhưng mà bình thường thì các vị chư tăng cũng không có giải thích, tại vì không có điều kiện, chứ không phải muốn giấu gì cả. Luật thì nó có ở trên mạng đầy cả đó, muốn ai nghiên cứu đều được hết, không có cấm, không có bí mật gì hết đâu. Thì có điều các vị không có thời gian nghiên cứu nữa,
và chúng ta cũng còn chẳng có thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng được hết. Đấy có khi thì thật khó như vậy. Thứ nhất là thiền pháp nhé, thì bộ cảnh thiền nó liên quan đến thiền pháp, tại vì có một cái thiền pháp thì mới biết cách là hành thiền, nó liên quan đến cái đó. Rồi thứ hai là thuyết pháp, tức là khi mình đang hiểu biết thì mình chia sẻ thuyết pháp cho người ta, giảng cho người ta, cho mọi người cùng hiểu cùng biết, chia sẻ truyền bá cái giáo pháp của Đức Phật với cái mức độ hiểu biết của mình một cách đúng đắn, một cách khiêm tốn, một cách chân thật, thì chúng ta có thể là thuyết pháp trong trường hợp cần thiết đối với những đối tượng cần thiết. Và cái cuối cùng là gì, có nhớ sửa đổi tà kiến, sửa đổi tà kiến nhé. Tà kiến ở đây là không thấy rõ nghiệp và quả báo của nghiệp, không chấp nhận nhân quả, ví dụ thế. Rồi thì đạo điên, không biết được vô minh, không biết được lý sinh đế, không biết là tất cả đều là khổ, và nguyên nhân của tất cả cái khổ đó là tham ái. Nhưng có tham ái thích cái gì đó là thích tâm khổ, và thích tâm khổ thì dẫn đến khổ. Tất cả đều là khổ, và bất cứ cái gì mình thích đều là thích muốn cái khổ, và thích muốn cái khổ thì chắc chắn lại dẫn đến khổ. Thế nên là thứ nhất là có cái chánh kiến để không có nhìn cái gì, nghe cái gì, nhìn cái gì, đến cái gì, động trạng cái gì, suy nghĩ cái gì đều diễn ra đến gì bản chất thật sự của các cái mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nhìn đến đó đều là bản chất là rất nên đau khổ. Và nếu chúng ta yêu thích khoái chí chấp thủ vào những cái đó thì chúng ta lại dẫn đến đau khổ. Thế nên ta phải có cái chánh kiến như vậy để nhìn nhận, không được dính mắc vào tất cả các cái thế giới xung quanh chúng ta, bất cứ vật gì trên đời. Khi mà chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta mới được gọi là có chánh kiến. Và chúng ta có chánh kiến là hiểu biết là con đường để đưa đến cái sự thoát khổ bằng cách nào, là bằng phát thanh ra. Và trong trường hợp này chúng ta mà thực hành cụ thể ở đây đó là thông qua thiền minh sát, đúng không? Những niệm xứ sư ở đây đó, mấy hôm và mỗi lần cứ đi lên trên này đó, cứ nghe các lời tụng cầu ở dưới lòng cái lòng xót thương nó trào dâng. Tức là người ta không biết đường đó, biết cách đó. Người ta không có được cái vững bóng như các quý vị ở đây đó. Được nghe lời và biết cách làm như thế nào để tạo cái phước ấy. Ngoài cái việc mà làm lễ cầu khấn, cái việc đấy nó không mang lại cái phước nghiệp thật sự cho bản thân họ. Nó chỉ là giải tỏa cái tâm lý cái đấy cái tốt đâu, không có sạch, không có xấu đâu nhé. Chứ không có chê bai cái chuyện làm lễ tổ tiên cung kiến đâu. Cái việc đấy tốt đâu, nó là nhớ cái công ơn đức của những người đã khóc, tưởng nhớ lên cái đó, cái điều đó là tốt, nhưng cái đó chưa đủ để giúp cho chúng ta làm sao thoát được khổ, đúng không? Và tìm kiếm được cái giảm bớt tham sân si, là biết cách làm như thế nào. Như các vị đang ngồi đây, các vị đang ngồi đây cũng có một vô cùng lớn, nên các vị được nghe, được hướng dẫn cách thức thực hành, mà không phải chỉ có mỗi hành thiền đâu, 10 cái bước niệm này nó cũng quan trọng lắm. Không có những cái thứ này cái hành thiền của các vị khó khăn lắm, nó phải được sự hỗ trợ của những cái đó, phải có cái tâm mở rộng, cái bố thí, rồi cái tâm chỉ giới, thì cái hành thiền của các vị nó mới có kết quả. Các vị có hiểu không? Thế các vị cứ chăm mà chỉ có mỗi cái đến giờ hành thiền đi ngồi con thôi đó, chưa đủ đâu, mà nó khó khăn, nó không đạt được kết quả. Các vị có hiểu không? Cho nên các vị cố gắng nhớ những cái điều cần thiết này trong thực hành, trong cuộc sống hàng ngày. Tại vì sư nhắc đi nhắc lại với các vị, thực hành mới là quan trọng. Các vị học gì thì học, muốn học bao nhiêu thì học, sư không có ý kiến gì, học cũng tốt thôi. Nhưng nếu các quý vị mà không biết cách đem ra thực hành thì nó sẽ trở thành vô ích, và chúng ta sẽ lãng phí thời gian cuộc sống quý hiếm của chúng ta. Các vị có hiểu? Như vậy chúng ta đừng có bao giờ coi thường những cái việc rất nhỏ nhẹ, nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày bằng cái phước thiện mà chúng ta có thể thực hiện được.
mong như từng giọt nước, từng giọt nước sẽ có một ngày nó sẽ đầy tràn, đầy tràn. Không có những giọt nước nhỏ nhỏ, nó nhỏ như thế, không bao giờ cái bể nước có thể đầy. Và các cái tâm thiện pháp như vậy, nó cũng như giọt nước nhỏ. Nếu chúng ta không biết cách ngăn chặn, không biết cách loại trừ, thì từng giọt nước đó nó cũng lại tích lũy, tích lũy, tích lũy, và nó mang lại những kết quả, cái nghiệp báo vô cùng khủng khiếp, vô cùng nặng nề, mà chúng ta không thể nào mà thoát được, là bằng cách nào mà thoát được trên không tạo giới này, trên trời dưới biển, trong hang sâu, trong đông trong núi, không đi đâu có thể thoát được cái nghiệp mà chúng ta đã thực hành, đã làm. Nên các vị ghi nhớ cho sư cái 10 cái thiện nghiệp và 10 cái phước nghiệp đó, 10 phước nghiệp. Thì nhân cái buổi ngày hôm nay nói đến cái 10 cái phước nghiệp đó, thì nhắc luôn lại để cho các vị nhớ, các vị còn hình dung 10 cái thiện nghiệp, 10 cái thiện nghiệp về thân khẩu ý. 10 cái thiện nghiệp này nó cũng bao gồm phước báu, nhưng mà nó nói là các khía cạnh thân khẩu ý. Các vị có nhớ 10 cái thiện nghiệp, 10 thiện nghiệp thì nó liên quan đến 10 cái tất thiện nghiệp, 10 cái ác nghiệp mà chúng ta phải thường xuyên tránh. Nhớ chưa? Nói đến đây các bạn nhớ chưa? Thân khẩu ý, nhớ chưa? Thân có 3, khẩu có 4, ý có 3, nhớ chưa? Đến bây giờ các bạn nhớ chưa? Đúng rồi. Thân thì gồm có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, làm những cái đó là tạo ra thiện nghiệp. Rồi thì khẩu không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời phủ phiếm bối. Đấy là khẩu. Ý thì có không sân hận, không tham lam với của người khác, và có thánh kiến. Thì tất cả những thứ đó các vị nhớ thường xuyên, thì các vị sẽ điều chỉnh cái hành vi của mình, điều chỉnh thân khẩu ý của mình. Nếu các vị chỉ biết thế thôi, các vị làm xong thì các vị nhớ ra thì nó đã muộn rồi. Các vị nên lên thổ trước, mà muốn thổ trước thì các vị phải thường xuyên ôn lại, nhắc lại. Còn muốn thường xuyên nhắc lại thì tốt nhất chịu khó rồi. Khi tôi là ai già cũng là già. Gọi ai già thì già, già thì người ta hồi, mình mới nhớ. Các vị cố gắng, các vị nhớ cái điều đó cho sư. Thế bây giờ sư nói cho tôi nhắc lại cái tên cơ bản đó. Sư biết rất nhiều người trong đây chúng ta biết rồi, nhưng có người cũng chưa biết, có người biết thì chưa nhớ. Sư cứ cố gắng nhắc đi nhắc lại như vậy. Nhiều khi những cái việc nó rất là bình thường như vậy, nhiều khi nhắc đi nhắc lại đấy, thì chỉ có một mục đích duy nhất để giúp các vị nhớ, các vị thực hành. Còn chúng ta biết thì chắc chắn là các vị biết, chứ không phải không biết. Những cái điều này mà bảo không biết nữa thì rất là khó khăn trong cái việc tu tập, đúng không? Chúng ta biết nhưng mà chúng ta quên. Các vị xin nhắc lại, xin làm cái việc gì nhắc lại. Bây giờ sang cái phần chính của hôm nay mà sư có định nói đó, thì tức là sư muốn nói về các yếu tố phát triển ngũ căn để giúp cho phát triển thiện nghiệp sanh. Chính yếu tố phát triển ngũ căn, tại vì như chúng ta biết đấy, như chúng ta biết hôm trước chúng ta có cái định nghĩa về thiện nghiệp sát, đúng không? Là nhiệt tâm, nhắc đi chánh niệm, tỉnh giác. Cái đấy sự chốc ta sẽ giải thích kỹ hơn thế nào là nhiệt tâm, thế nào là chánh niệm, thế nào là tỉnh giác. Các vị cũng cần phải hiểu kỹ thêm, không chỉ dừng lại cái mức độ từ ngữ như vậy đâu. Mỗi lần chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút. Nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, quan sát sự sinh diệt của các hiện tượng trên thân và tâm của mình, đúng không? Rồi thì cụ thể hóa ra bằng ba cái câu hỏi: cái gì, như thế nào, để làm gì, khi mà thiền tọa, khi mà thiền hành, khi mà thiền sinh hoạt hàng ngày. Như vậy thì chúng ta nhớ cái
trả lời được ba câu hỏi đó, tức là chúng ta đã biết ít nhất về bằng lý thuyết thiền minh sát là gì, không thuộc vào cái thực hành của các vị nữa, nhưng các vị biết về bằng lý thuyết và biết một cách đúng đắn đấy nhé, biết một cách đúng đắn đấy, rồi các vị sẽ thực hành đúng đắn. Và biết mà không đúng đắn thì mà không đầy đủ thì sẽ không có sự thực hành đúng đắn và đầy đủ. Và đã thực hành thì cần có hai yếu tố, một là phải đúng đắn, hai là phải đầy đủ. Nhưng thiếu là không đúng hoàn thôi, mà không đúng là không hoàn thôi. À, nên hai cái đó các vị phải nhớ. Thế bây giờ đi sang hôm nay nói cũng thiền minh sát, nhưng nói từ một khía cạnh khác, từ một góc độ khác nhìn nhận cái thiền minh sát. Thì thiền minh sát được coi là một cái tiến trình phát triển các thiện tâm, các tâm trở tích cực để cho đến phát triển một cách viên mãn, trở thành khống chế một cách hoàn toàn tâm trí của chúng ta. Cho đến khi nào những tâm sở tích cực đó, thiện tâm đó khống chế hoàn toàn tâm trí của chúng ta thì coi như chúng ta trở thành những người thành tinh. Thì năm cái yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải được vun bồi là gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Như vậy nhắc lại cái mới ngày hôm nay chúng ta xem xét là thiền minh sát là một tiến trình phát triển các cái thiện tâm, các cái tâm sở tích cực để cho những cái tâm sở tích cực này trở thành hoàn thiện viên mãn và khống chế liên tục tâm ý của chúng ta. Và khi chúng ta thành tựu được đó là chúng ta thành tựu cái thiền minh sát. Tại vì sao? Trong năm yếu tố đó, cái tuệ đó, tín tấn niệm định tuệ, cái tuệ đó chính là cái tuệ giác. Tuệ giác ở đây là cái trực giác, cái kinh nghiệm thấu suốt, có thể nhập vào cái mọi hiện tượng của các cái pháp của thế gian, là bản chất là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Đấy là cái tuệ giác. Trong tín tấn niệm, khi mà chúng ta có được cái đó, tuệ giác đó, tức là chúng ta làm sao? Làm viên mãn đó, tức là làm sao? Đã thành tựu viên mãn minh sát tuệ và làm cơ sở để có thể dẫn đến đạo và quả. Các vị có hiểu không? Thì đấy là cái tuệ minh sát thì chúng ta cần phải phát triển như vậy. Thì các yếu tố muốn các cái thành phần của tín tấn niệm định tuệ này mà được phát triển một cách viên mãn thì chúng cần một số các điều kiện nhất định, cần một số các điều kiện nhất định để phát triển nó, chứ không phải là cứ muốn, cứ cầu, cứ xin, mong muốn là được. Bây giờ các vị cứ đi thiền xong rồi các vị cứ bảo là phải tinh tấn lên, phải tinh tấn, phải tinh tấn, đấy là gì? Các vị đang làm gì đó? Đang hô khẩu hiệu. Tại vì các vị không biết cái thằng như nào thì đang phải hô khẩu hiệu, mà hô khẩu hiệu mãi chả thì tin gì thành cả thành công gì cả, nó vẫn cứ chơi chơi ra đấy hả, đúng không? Có vậy không? Có vị có đọc để trường hợp như vậy không? Đúng quá thì ta cứ muốn phải tinh tấn chứ sao ta lại cứ lười biếng như này. Nhưng mà đấy nó chỉ là mong muốn thôi, đấy chỉ là cái mong cầu thôi, đấy chỉ là cái hạt quyết tâm thôi, đấy chỉ là hô khẩu hiệu thôi. Chúng ta phải biết cách các bạn, phải biết cách tức là nó phải có một số điều kiện nào đó để chúng ta hay thử tìm hiểu một số cái điều kiện đấy. Nhưng mà thì để phát triển năm căn đấy thì có cái chín yếu tố, tăng chú giải phát nói đến chín yếu tố, chín cái điều kiện mà chúng ta cần phải có, cần phải vun bồi, cần phải để ý, cần phải thực hành. Và thông qua thiền minh sát của chúng ta ấy, hai cái đó là hai cách nhìn khác nhau, hai cách nói khác nhau. Thiền minh sát cái phát triển năm ngũ lực nó là những cách nói khác nhau. Đức Phật dùng nhiều cách khác nhau để nói. Nên khi mà nghiên cứu kinh điển mà khi chúng ta đã hiểu thấu rồi đó, thì thấy Đức Phật nói lúc nào mình thấy là Đức Phật chỉ nói về một điều để giúp chúng ta có cái trí tuệ giải thoát, chẳng có cái gì khác mà cái đó cả. Thì cái yếu tố đầu tiên đấy
là phải chú tâm vào sự vô thường, chú tâm vào sự vô thường. Nếu mà thiền định sát chúng ta mà chúng ta chỉ quan sát phòng xẹp thôi đó, mà chúng ta không chú tâm vào sự vô thường sinh diệt của cái phòng xẹp đó thì là vô ích, đúng không? Và các vị vẫn chỉ thấy là tôi thở ra, tôi thở vô, tôi cái bụng của tôi nó phòng nó xẹp, các vị không biết được là nó làm sao, nó sinh nó diệt, và lúc nó hôm nay thì nó mềm, lúc nó ăn vào thì nó cứng, nó cứ thay đổi thường xuyên, nó chả theo một cái kiểu mong muốn của mình gì cả, mình không có điều khiển được nó, và nó cũng hoạt động theo cái quy luật của nó mà thôi. À, rồi thì các cái đau nhức cũng vậy, nó cứ đến và nó đi, nó sinh nó diệt, nó thường nó biến đổi. Rồi sang các tâm ý của chúng ta cũng chạy lung tung. Thì chúng ta để ý cái chuyện rằng là tất cả nó đều là vô thường. Để ngay lập tức, ngay từ ban đầu, ngay từ giây phút đầu tiên của thiền minh sát, chúng ta phải hướng tâm vào sự vô thường. Cái nghe này, âm thanh này này, đúng loại âm thanh. Tại sao chúng ta biết là đúng loại âm thanh? Tại mỗi loại âm thanh thì nó sinh ra cái niềm đi thì nó mới nhiều loại âm thanh thôi chứ. Nếu nó chỉ có một loại thôi thì nó cứ mãi như vậy, không phải vậy đâu. Rồi cái nhìn của chúng ta vậy, hết cái nọ sang cái kia, hết màu này sang màu kia, hết hình dạng này sang hình dạng khác, thay đổi liên tục. Nhờ thay đổi liên tục nên chúng ta mới nhận dạng ra các cái sự vật, các cái vật ấy, có phải vậy không? Trong cái nhìn nó mọi cái sự vô thường, trong cái nghe nó nhiều sự liên tục vô thường, trong cái ngửi mỗi cái mùi vậy liên tục biến đổi từ một mùi này sang mùi khác. Rồi thì cái nếm, cái xúc chạm, hết cái xúc chạm này sang các đều sinh diệt tất cả. Rồi cái suy nghĩ, cái cảm thọ tất tần tật đều là vô thường, đều là vô thường, đều là sinh diệt, đều là biến đổi, có phải vậy không? Vậy thì cái thiền minh sát chúng ta cái yếu tố đầu tiên ấy, giúp cho phát triển vũ căn vũ lực ấy, là làm sao phải đầu tiên là gì? Gì? Chú tâm vào sự vô thường. Điều kiện đầu tiên là các vị phải chốt trong cái công việc hành thiền của mình, phải xoay trong cái vô thường nhé. Chúng ta mà quan sát thì chỉ có hay biết câu đó, như nhiều người chưa đọc mà chưa được gặp và xong người hỏi là cái việc hành thiền như thế nào đó, xong người ta cứ bảo là chỉ cần hay biết không đấy đó. Thì sư thường hay hỏi là thế cái hay biết của bạn nó khác cái hay biết của thiền định sát như thế nào, cái hay biết của người có minh sát, cái hay biết của con bò, con trâu, cái hay biết nó khác nhau ở điểm nào, nó khác nhau ở điểm nào. Nếu các vị phân biệt được cái đó thì mới thật sự các vị đang hành thiền định sát. Các vị chỉ có hay biết như là người thường, như con trâu con bò đó thì chẳng có gì giúp ích được cho các chúng sinh cả, đó không gọi là thiền định sát, đúng không? Và cái thiền minh sát ở đây là phải để ý ngay đến sự vô thường của các hiện tượng, bất kể cái gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy, xúc chạm, suy nghĩ đều vô thường hết, đều sinh diệt hết, không có bất kỳ cái gì trực trực tồn tại điều đây cả. Và chúng ta phải để ý những điều đó ngay từ khi bắt đầu, và luôn luôn thường xuyên, ngay từ khi bắt đầu và thường xuyên mãi mãi chúng ta để ý yếu tố đó, thì cái thiền minh sát của chúng ta mới phát triển nhanh chóng và chắc được. Còn nếu không, chúng ta cũng thực hành nhưng không phải là thiền minh sát, chỉ là cái tên gọi đi giữ các khóa thiền minh sát thôi, nhưng không phải các vị đang thực hành thiền minh sát. Cái điều rất quan trọng. Cái điều thứ hai là phải tôn trọng pháp hành thiền. Bây giờ sư sẽ liệt kê tất cả những yếu tố ra trước, sư sẽ cần được giải thích. Yếu tố thứ hai là phải tôn trọng pháp hành thiền, tôn trọng, hết sức kính trọng, hết sức tôn trọng. Và cái thứ ba, tí nữa sư quay lại sư nói thế nào là tôn trọng, thế nào là kính trọng pháp hành thiền, để các vị có ý thức rõ ràng của cái hành thiền của chúng ta. Cái pháp thiền là vô cùng quý báu, vô cùng cao thượng, mà chúng ta không biết trân trọng, không biết kính trọng, không biết thực hành một cách
hết sức cẩn trọng thì nó không sẽ mang không mang lại lợi ích không giúp cho các quý vị. Cái điều thứ ba là liên tục chánh niệm. Cái sự chánh niệm của chúng ta phải giữ cho được liên tục, không có sự liên tục thì cái sự quan sát của chúng ta không có tạo ra cái đà để chớm để chúng ta có những kết quả được. Cái thứ tư đó là phải tạo các điều kiện hỗ trợ cái việc hành thiền. Hành thiền đây cũng một loạt các vấn đề sẽ liên quan đến nói về nơi chốn đi nạn ngôn ngữ người thực phẩm khí hậu vân vân. Những cái thứ đó thì chúng ta sẽ xem xét, chúng ta xem những cái điều kiện nào nó hỗ trợ được hành thiền chúng ta nhớ tạo điều kiện cho nó, mà nhớ tạo điều kiện cho những người khác mỗi khi chúng ta ở vai trò phục vụ bởi pháp hành thiền, pháp phục vụ thì toàn chúng ta không được này, không tham dự có thiền hôm nay chúng ta phục vụ tổ chức, tham gia tổ chức phục vụ là chúng ta có cái điều kiện chúng ta hãy làm hết sức mình trong cái chuyện đó để cho thành pháp có thể lan tỏa. Và cái thứ năm là nhớ lại các điều kiện thuận lợi những lúc mà chúng ta đạt được những kết quả nhất định thì chúng ta nhớ các điều kiện gì nó dẫn đến các cái đó, chúng ta ghi nhớ và chúng ta cố gắng đọc lại các điều kiện đó để chúng ta có cơ hội thành công tiếp theo. Cái thứ sáu là phát triển cấp giác trì. Cấp giác trì cũng phải để ý để phát triển. Cái thứ bảy là tinh tấn vượt qua khó khăn. Tinh tấn vượt qua khó khăn. Cái thứ tám là kiên nhẫn, kiên trì nhất là lặp đi lặp lại, không nhàm chán tất cả những cái biện pháp dù nhỏ bé đến đâu. Và cái thứ chín, cái cuối cùng vô cùng quan trọng là phải quyết tâm đi đến đích cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Vì tâm vị cơ hội các vị hôm trước sư nói chuyến tàu cuối cùng chúng ta chết đi kiếp này tái sinh cảnh giới nào bao nhiêu lâu không thể biết được, khi quay lại trên thế gian lại là người nữa rất vô cùng khó khăn, nếu có quay trở lại nữa thì chắc gì còn giáo pháp chỉ tồn tại 5.000 năm mà bây giờ đã được 2.500 năm rồi, khoảng 2.500 năm nữa thôi. Đối với cuộc đời của chúng ta thì nó dài, nhưng đối với cái kiếp ở dưới địa ngục thì 2.500 năm vài ngày. Các vị ở dưới địa ngục vài ngày thì trên này đã trải qua mấy ngàn năm. Và khi các vị được cơ hội tái sinh nhật trở lại người trên trái đất thì chắc không còn giáo pháp, hãy phải chờ đến cái đất thực vật gì bạn ra đời, không biết bao nhiêu hạ tăng kỷ kiếp nữa ngài mới có thể xuất hiện. Chắc chắn là xuất hiện theo kinh điển, nhưng mà chúng ta biết được thời gian là bao lâu, mấy áo tăng kỷ kiếp nữa ngài sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ làm gì trong thời gian đó, lại trôi lăn thôi, lại vô minh thôi, lại làm sao, lại đâm đầu vào ai cứ đọc gì làm đấy, không biết lăn trôi như nào, như chúng ta đã từng lăn trôi trong các kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ lại tiếp tục như vậy. Như vậy thì chín cái yếu tố để phát triển chúng ta năng lực như vậy thì chúng ta nhắc đấy. Thì bây giờ chúng ta quay lại thì thứ nhất là cái nói về cái tâm và sự vô thường thì các quý vị đã được sư lưu ý nhắc rồi, và cách thức để thực hành đó thì chúng ta phải chú ý là bất kỳ cái gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy, xúc chạm thấy, suy nghĩ tới đều chúng ta đều hướng vào cái sự vô thường của những cái mà chúng ta bắt gặp, chúng ta tiếp xúc đó, chúng ta thấy, chúng ta biết đều có cái tính chất đó. Thì thấy cái vô thường đó thì chúng ta bắt đầu nhận ra mới không có cái ảo tưởng về cái sự bền vững tốt đẹp của nó được, và biết chắc chắn cái kiểu gì nó đang hoa biến hoa, và chính đó là khổ, chính đó là bất toàn nguyên. Và chính vì không ai có thể cản trở cái tiến trình sinh diệt đó cho nên nó là một ngã. Và khi thấy được vô thường thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái khổ, và khi thấy vô thường khổ thì chúng ta cũng thấy rõ được nó là một ngã, tại vì chúng ta không điều khiển ra được vô thường theo ý của chúng ta. Cái thứ hai là liên quan đến cái việc
liên quan đến cái việc là tôn trọng pháp hành thiền, tôn trọng Đức Phật có đưa ra cái ví dụ để chúng ta nhớ và chúng ta làm theo. Cái ví dụ là cần phải tôn trọng, phải thận trọng, tỉ mỉ, thận trọng, cẩn trọng từng ly từng tí một như nào đối với cái pháp hành của chúng ta, pháp hành thiền của chúng ta. Đức Phật ví như là một cái vị mà vượt qua một cái hẻm sâu giữa hai vách núi bằng một cái thân cây gỗ bắc qua, thân cây gỗ đơn độc bắc qua. Như vậy muốn đi qua được sang phía bên kia là các vị phải làm thận trọng từng ly từng tí. Tại vì sao? Xảy chân ra là bất đạo, không còn cơ hội nữa. Các quý vị vậy, trong khi hành thiền các vị cũng phải thận trọng như vậy. Tại vì các vị sơ sẩy là các vị đánh mất cơ hội. Cứ mỗi lần sơ sẩy là các vị đánh mất cơ hội. Để chúng ta phải hết sức thận trọng trong cái việc hành thiền. Đừng có dễ dôi, đừng có lười biếng, mỗi lần chúng ta phải nhớ cái hình ảnh đó là chúng ta đang đi trên cây cầu độc đạo đó, được vượt qua bên kia, bên bờ bên kia, và cái nguy hiểm nó đang rình rập chúng ta. Thế là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai, Đức Phật nói khi mà gặp các cái nhóm tỷ kheo đó, các vị này thì thực hành thiền nhưng mà lại không có tận trọng, không có chu đáo, không có nghiêm túc, chỉ cứ ngồi đến giờ thiền, sau giờ hành thiền đứng lên đi lại là không có chánh niệm, không có hoàn toàn thất niệm, rồi thì đi khất thực, đi lúc về nói năng, rồi thì hành xử không có chánh niệm, không có sự chú tâm giữ gìn chánh niệm cho nó liên tục. Thêm sức phật Đức Phật nói cái ví dụ, kể cái ví dụ thứ hai để nhắc nhở sắc tân cái nhóm cái kỷ kỳ này bằng cách là đưa ra cái ví dụ, cái hình ảnh, câu chuyện là một cái vị tử tù đó mà nhà vua ra lệnh, nếu nhà ngươi cầm một cái bát dầu này đi theo cái vị nữ ca sĩ kia trong lúc các vị đó đi dọc quanh thành đầy múa ca hát như vậy, vì đi theo cầm bát dầu đó đi một vòng về đến đây mà không rớt một giọt dầu nào thì ta sẽ tha mạng sống. Và vị tử tù đó chỉ có một cơ hội duy nhất đó mà thôi, và đã đi theo cô ca nữ kia suốt cả một cái con đường dài như vậy, mặc dù cho cô ấy ca hát đầy múa, mọi người vỗ tay hoan nghênh các thứ, nhưng vẫn không để ý và đi về đến nơi không tránh được cầu dầu. Đức vua hỏi nhà ngươi có thấy các cô ca sĩ ca đi đến kia hay không, đẹp không, múa hát giỏi không, hay không, bạn dạ chứ không, sau này sau ngươi thấy biết là vì con không có tâm trí nào nữa ngoài cái việc chăm chú giữ bát dầu cho nó khỏi sạch. Thì đây là con đường, đây là cơ hội duy nhất. Nên không có biết cô ấy làm gì, không biết cô ấy làm như thế nào. Suốt quãng cả con đường nó chỉ có chăm chú xem để ý cái bát dầu của mình mà thôi. Cái Phật dùng cái câu chuyện đó để nhắc nhở cái nhóm tỷ kheo đó. Khi thực hành chúng ta phải liên tục giữ chánh niệm và cẩn thận như vậy, chứ không thể dễ dàng, không thể thiếu tôn trọng, thiếu kính trọng pháp hành của mình mà có thể dẫn tới kết quả được. Chúng ta dùng nên cho nên các vị, nếu có cái vị thứ nhất là tu tập mà hướng vào hướng thường ngay từ đầu, và cái thứ hai là tôn trọng pháp hành của mình đó một cách cẩn thận như vậy đó, cẩn thận như vậy, cẩn trọng như vậy đó, thì cái sự tiến bộ của quý vị sẽ rất thẳng và nhanh chóng. Và cái yếu tố thứ ba ở đây là giữ cho chánh niệm được liên tục.
Tại vì chánh niệm mà không liên tục đâu, thì nó không có cảm giác đà, cảm cái chớ. Và các vị bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Trong cái khóa thiền này thì các vị cần phải tận dụng cái cơ hội đó để huấn luyện tâm. Tận dụng cơ hội đây là có người nhắc nhở, có các đồng tu phạm hạnh nó cùng làm gương đồng bóng của mình. Và mình nhìn theo người đó mình thực hành. Tức là liên tục từ khi ngủ xuống, trong lúc đang ngủ xuống, lúc ngồi xuống xong rồi lại đứng lên, từng cái động tác nó vẫn phải liên tục. Từng cái động tác đưa tay lên gãi, rồi thì quay ngang, nhìn xuống, tất cả đều phải giữ cho cái chánh niệm liên tục. Thì ở đây các vị cố gắng làm càng chậm càng tốt. Các vị được phép làm như vậy và có thể làm như vậy tại khóa thiền tiếp tục. Về nhà các vị không có cơ hội đó và các vị sẽ bị thất niệm, nhưng các vị vẫn tiếp tục duy trì cái đó và sư những lúc có thể càng nhiều càng tốt, không bắt buộc các vị phải làm liên tục được, cái đó không thể được, không được, các nhiều khi các vị được không được phép, các vị không thể, vì các vị cố tâm cố tìm làm như vậy chẳng làm được cái gì cả khác nữa, tại cái yêu cầu của cuộc sống hàng ngày nó khác, nhiệm vụ trách nhiệm của chúng ta nó khác. Chúng ta có thể theo một cách máy móc áp đặt, một cách máy móc như trong khóa thiền được. Nhưng mà tại khóa thiền thì các vị hãy tận dụng những cơ hội đó. Được thế nào hay đi đó, tốt thế nào hay đi đó. Được chúng ta tận dụng những cơ hội đó. Chúng ta thấy được cái sự khác biệt giữa cái chánh niệm liên tục và cái chánh niệm dần dà, sơ sà nó khác nhau như thế nào. Ít nhất các vị phải phân biệt được như vậy. Mỗi lần mà chánh niệm liên tục như vậy thì cái tâm nó không chánh, nó không tán loạn, nó không giao động, các phiền não nó không nóng đế, tâm ta nó không nghĩ đến chuyện này kia, nó bớt đến chuyện này kia thì cái phiền não nó không có mặt. Và khi phiền não không có mặt thì các vị sẽ cảm thấy một sự an tịnh tuyệt vời, một cái sự bác lành tuyệt vời, một cái sự vắng bóng các phiền não, chứ không phải là sự thỏa mãn các giác quan. Hạnh phúc và được thỏa mãn các giác quan mắt, mũi, tai, mũi, thân được thỏa mãn đó. Thì cái đấy là cái sự làm thế gian, và cái sự làm cái đó nó không có, nó không thể so sánh cho bì được cái an lạc, cái đặc thù của cái sự vọng phong của các phiền não khi mà chánh niệm tỉnh ra nó bằng liên tục. Như vậy chúng ta hiểu cái cách liên tục như vậy. Và khi có liên tục đấy thì ta Đức Phật cũng dùng cái ví dụ là như là cái người lấy lửa, bọc lửa ấy, bằng hai cái que, hai cái thân tre, thân gỗ bọc vào nhau. Nếu nó bị cứ quẹt vài cái xong lại thôi, nó mới nóng nóng, nó bầm lên đó, nó bị lại dừng nghỉ rồi đó. Thì các vị cũng phải đạp đi đạp lại mà chẳng bao giờ nó có lửa. Thế nên là phải giữ được cái nhiệt độ cho đến một lúc nào đó để nó bật dậy thì được. Thì những cái lúc mà cơ hội ở nhà thì chúng ta phải tận dụng theo kiểu khác, cái khác trong khóa thiền. Các vị hãy tận dụng cơ hội đó để tập luyện. Rồi đến lúc nào đó khi mà cơ hội nó chín muồi thì giữ, nhưng mà sau đó duy trì ở nhà nhé. Sáng trưa chỉ mới cố gắng thanh niên càng nhiều càng tốt cho sư, nhưng mà không bắt buộc các vị cũng phải liên tục được, nhưng các vị càng nhiều càng tốt với cái tác ý là càng nhiều càng tốt. Chúng ta cầu tiến thì chúng ta chưa ngồi toàn bộ, đúng không? Chúng ta cầu tiến thì chúng ta không ngồi toàn bộ, thì cái đó sẽ giúp cho các vị duy trì được cái thanh niên để ra các giữ, duy trì cho các vị thói quen đó, duy trì cho các vị cái khả năng năng lực liên tục đó. Thì để sẽ giúp cho các vị có được cái chánh niệm. Khi có cái chánh niệm liên tục như vậy rồi thì bắt đầu cái tệ giác, cái định nó mới bắt đầu có được. Khi có định thì bắt đầu tệ giác mới có được. Thì như vậy là chúng ta hiểu rằng là khi mà phát triển cũng tăng cũng lực đó, là nó phát triển tuần tự, là nó hỗ trợ lẫn nhau. Đầu tiên là chúng ta nghe giáo pháp và chúng ta hứng khởi, chúng ta hăng hái, chúng ta thực hành và chúng ta bắt đầu có chánh niệm, và chúng ta bắt đầu thấy được sự bóng bóng của phiền não trong những lúc mà có chánh niệm.
Và như vậy tự nhiên có một cái niềm hỷ lạc, một cái niềm an lạc nó xuất hiện. Và các vị thấy rằng sao? Cái lòng tin, cái đức tin nó bắt đầu nó được có làm sao? Nó có sự chân đứng vững chắc, bắt đầu chân đứng. Trước là chúng ta tin tưởng, nhưng mà tin tưởng một cách mơ hồ, từ trong sâu thẳm trái tim chúng ta tin vào lời Đức Phật, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu có một cái thực chứng bắt đầu, tuy là rất là mỏng manh sơ khai ban đầu, nhưng nó đã có mang lại cái niềm an lạc một cách sâu xa, một cách sâu sắc, vì cái sự phóng to của phiền não trong cái giây phút chánh niệm đó. Và từ đó nó bị bắt đầu ra đức tin, nó bị được khẳng định, được vun bồi, được chắc chắn. Khi có đức tin rồi, khi tin tận cái tin ấy, nó có thì các vị bắt đầu tự nhủ, ta sẽ đạt được kết quả này nếu người ta cố gắng, có tinh thần hơn nữa, nhiều hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, thì chúng ta chắc sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Và các vị lúc đấy làm sao? Tinh thần của các vị bắt đầu phát triển, tinh thần phát triển, tín phát triển, tấn phát triển. Khi tinh thần phát triển để bắt đầu các vị lại có thêm cái chánh niệm của các vị lại càng tốt đẹp hơn, càng chắc chắn hơn, càng liên tục hơn, càng vững bền hơn, bám sát vào cái đề mục. Và khi các vị có tinh thần, có chánh niệm một cách liên tục bám sát trên đề mục đó, thì làm sao định được phát triển, định được phát triển từ sát ba ngày sang sát ba khác, các cái sự chánh niệm tỉnh giác nó luôn như theo mục đó, thì các vị có được cái sự định lực bắt đầu phát triển. Và khi định lực phát triển thì tất cả cái phiền não, các cái tâm triển cái tạm thời bị đè nén, tham sân hôn chậm bị viên chẳng thủ ứng tiếp, tạm thời bị đè nén, tạm thời và không tạm thời cũng có mặt. Và lúc đó thì cái định lực bắt đầu phát triển một cách vững chãi, và khi đó thì lệnh giác phát triển. Và các vị bắt đầu với cái định lực đó, các vị nhìn cái sự vật, sự việc thấu rõ cái bản chất vô thường của vũ ngã của nó. Và khi đã thấu rõ cái bản chất vô thường của vũ ngã của nó, thì các vị thấy được các cái tập tệ minh sát bắt đầu phát triển. Và khi đó, khi các tập tệ minh sát bắt đầu phát triển, và các vị bắt đầu cảm thấy được bản chất của các cái hiện tượng, các vị mới nhàm chán, đi tham, các vị không còn bị dính mắc bởi những cái giặc buộc bên ngoài nữa, và dần dần các cái giặc buộc vi tế dần dần nó cũng giảm dần được cắt trừ, loại trừ theo thời gian. Như vậy là tí được phát triển, tâm được phát triển, niệm được phát triển, định được phát triển, tuệ được phát triển, tất cả cái đó nó lại theo một vòng tròn. Khi tuệ phát triển rồi thì các vị lại có thêm lòng tin, các vị lại tinh tấn, lại tin vào tin tưởng lời Đức Phật dạy là đúng đắn. Pháp bảo này là quý báu và là đúng đắn, dẫn chúng ta đến giải thoát. Chư tăng đẳng bậc là tổ chức và tụ tập tất cả những cái bậc xuất gia theo đuổi con đường hành trì để mang lại tân cơ, mang lại truyền đạo và giáo pháp cho chúng ta là đáng kính trọng. Và khi mà chúng ta có tin tưởng vào Phật, vào pháp, vào tăng, và chính bản thân mình, và chính cái pháp hành của mình, và các vị có được tinh tấn. Khi có học tin, các vị là cảm tinh tấn. Khi có tinh tấn, các vị có thể chánh niệm. Khi có chánh niệm thì các vị có định. Có định thì có định thì các vị là có trí tuệ. Cứ thế nó các vị bỏ xoáy ốc, cứ tinh tấn tiến dần. Như vậy thì các vị có được cái tinh tấn niệm định tuệ. Nếu các vị phát triển các yếu tố phát triển chúng ta cũng được này. Tận đây thì sư mới có nhắc đến trí, nhưng chỉ cần các quý vị thực hành thật tốt cho sư ba cái bằng đầu ba yếu tố đầu tiên thôi. Không biết các vị còn nhớ không, ba yếu tố đây là gì? Một, hướng tâm đến vô thường. Hai, tôn trọng các pháp hành. Ba, chánh niệm liên tục. Chỉ riêng ba cái này thôi mà các vị cố gắng làm thật tốt, sự tiến bộ của các vị sẽ rất là nhanh chóng và rất là vững chắc.
và từ đó các cái tầng tiền minh sát bắt đầu phát triển, các cái tệ minh sát cũng bắt đầu phát triển và các vị sẽ trạng thái thu hoạch được cái kết quả xứng đáng với công sức con vị bỏ ra. Như vậy ít nhất là trong ba cái yếu tố đầu tiên đấy, các vị trong cái việc thực hành của mình đấy, các vị cố gắng nhớ kỹ trong cái đầu cho sư để thực hành. Một là hướng tâm vào sự vô thường, tất cả các hiện tượng nhìn nghe ngửi nếm xúc chạm kỹ, thấy ngay được sự vô thường, thấy ngay được sự biến đổi, thấy ngay được sự sinh diệt, để thấy được bản chất khổ vô ngã của tất cả hiện tượng đó. Điều thứ hai, các vị cần phải tôn trọng pháp hành thiền của mình như lửa cháy đầu, như gương kể cổ, thận trọng từng ly từng tí, thận trọng từng động tác, từng giây phút một. Hãy tôn trọng cái pháp hành của mình, hãy kính cẩn tôn trọng nó để nó mang lại cái lợi ích cho mình. Và cái điều thứ ba, phải giữ được cho sự chánh niệm của chúng ta liên tục hết sắc na này sang sắc na khác. Thì vì điều kiện ngày hôm nay thì thời hạn một cái thời lượng của một cái buổi pháp pháp cũng không nhiều, nên sư thì cũng cố gắng giải thích kỹ ba cái điều quan trọng đầu tiên, còn những cái điều còn lại thì sư đã nói qua rồi. Thứ nhất là tiếp theo là liên quan đến cái tạo điều kiện hỗ trợ hành thiền đó, những cái điều kiện hỗ trợ đây thì liên quan đến chỗ ở tương đối đầy đủ. Đối với các sư kia thì chỉ nói mọi người chỉ cần chỗ có ngả lưng, chỉ cần có ngả lưng, không nóng không lạnh quá cũng không được, nhưng mà chỗ có bóng dơ, có bóng trong nhà, có nhà có cửa an toàn là được, thế là xong, nó điều kiện thuận lợi. Tại vì cái ngày xưa ấy, nó ở trong rừng trong chú đi đâu ra cái điều kiện thuận lợi được, nó ở rất khó. Nên nói cái đấy như bây giờ điều kiện của chúng ta như là gì, hoàn toàn là thừa thêm cái mức cần thiết. Thế nên bây giờ sư thường đi đâu rồi sư cũng thấy là thừa rồi, nó không sao, cái nào cũng được. À, thì cần cái chỗ nào là lưng đó, bởi vì nó không có ẩm ướt, không có hôi hám, không có một chút, thế là được rồi, không có sao cả. Thế không, thế là xong. Chơi chúng ta không cầu kỳ, và đây là những cái điều kiện của Phật dạy là ngày xưa đối với Phật thì khi ở trong rừng nó khó khăn á, thì cần phải có một cái chỗ thích hợp, cần tìm cái chỗ cô giáo hay hang động nào đó là an toàn, ví dụ thế. Nhưng mà đối với chúng ta ngày nay thì các cái điều kiện ở đây chúng ta không có gì là khó khăn cả. Rồi thì nơi trốn để đi lại, đi lại là đi nói là ngày xưa tôi phải thất thực đến xa làng xa xóm, không có cây ăn đó thì nó khó khăn, thì còn phải chú ý cái điều kiện đó, nó cũng không liên quan nhiều đến các cái điều kiện của chúng ta hiện nay. Ngày nay chúng ta cái hàng cái vốn thức ăn đi lại của chúng ta bây giờ nó cũng ảnh hưởng gì cả trong cái việc hành thiện. Các quá trình này của chúng ta không được chú ý tận răng rồi, bát các vị không phải rửa hay các vị không phải rửa bát, và bên sư thì các vị thiền sinh chả phải rửa bát, đến bữa đến xếp hàng thì lấy cơm ăn xong đứng dậy đi về, chả phải làm cái gì, tất cả người ta lo cho hết, người ta chỉ mong mình làm sao hành thiện cho nó nỗ lực tinh tấn và kết quả, chả phải làm cái gì, thế là nó thuận lợi. Rồi thì là ngôn ngữ thích hợp, nó là gần gần với những người mà nói năng cái thứ hòa hợp, thì có ngôn ngữ thích hợp, rồi thì những giọng những người thích hợp đây chủ yếu là các thiết trí thức người ta giảng giải cho mình, có cái điều kiện đó nó chậm cho cái điều kiện. Rồi thì cái thực phẩm thì thực phẩm thích hợp, khí hậu thích hợp, rồi thì quanh đi là những cái điều đó, thì ngay cả thực phẩm nó có nói những cái thời ngày xưa nó khó khăn. Nhưng mà bây giờ cái thực phẩm sư nói là nếu có vị hiểu dụng trí túc đấy, thì như ngài A Chan Cha nói thì có cần cơm trắng và cái chỗ ngả lưng thế là tu được rồi. Còn bây giờ có vị có quá nhiều thứ rồi nên không biết người ta ngọt thì cũng kém cho thức ăn nó ngon biết, mà làm sao nó đủ chất là được, no là đủ chất là được, no là đủ chất thì ngài cũng no là đủ chất, đừng đi tìm kiếm cái nó vừa biết mình. Hôm nay ăn cái này hai để chuyển sang món khác, hôm nay ăn hôm nay được thì mai được thì tiếp được mắc cũng được,
là nó đau không là được rồi, nhai kỹ nuốt rồi thì thích nghi, kiểm dụng tin tức, tất cả những cái đó nó giúp chúng ta. Thì đấy là nói các điều kiện để hỗ trợ về hành thiền như vậy. Rồi cái thứ năm là nhớ lại điều kiện thuận lợi, thì quay nhanh qua cái nhớ lại điều kiện thuận lợi. Ví dụ như là các vị biết là cái thầy, ví dụ như ở nhà các vị đó, cái thầy điểm nào công việc nó tạm ổn, yên tĩnh, đang yên tĩnh, không bị quấy rối, không bị dành cái thời gian cái điều kiện đó và cái thời điểm đó đặt lại cái điều kiện đó. Thì mỗi hôm mỗi lúc làm một kiểu nó lộn xộn, nhiều khi nó không có thành công. Cố gắng là buổi sáng vào giờ chỗ nào nhất định nhất, nó thuận lợi cho mình, ta nhớ đặt lại tạo ra cái điều kiện nó thuận lợi như vậy chúng ta thực hành. Rồi thì là cái thứ sáu, phát triển thất giác chi. Cái này nó một cái đề tài rộng dài hơn thì sư sẽ dành thời gian lúc nào có điều kiện thì sau này sư sẽ giảng kỹ hơn, hoặc là trong kỹ có điều kiện thì tìm hiểu thêm. Nhưng mà điều kiện sư nói nhé, học để mà hành nhé, chứ đừng có học để mà biết nhé. Học cứ để biết xuống cảm giác như mình học để mà rút được ra là tôi phải làm cái gì, tôi phải làm như thế nào với cái này để tôi có cái này, để tôi có niệm, để tôi có tịnh pháp, để tôi có hỷ, để tôi có tinh tấn, để tôi có thinh an giác chi, phải có định giác chi, xả giác chi, phải làm cái gì. Quan trọng là tôi phải làm cái gì, làm cái như thế này. Có bị chú ý khi học cái họ những câu hỏi như vậy. Khi mà người ta nói định nghĩa thế nào thì biết được, rồi không quan trọng lắm đâu nhé. Rồi thì mà chúng ta phải có cái tinh tấn vượt qua khó khăn, thì chúng ta phải xác định rằng là khó khăn là thường xuyên nó xảy ra, cái bất toàn nguyện là thường xuyên nó xảy ra, không lúc nào nó thuận lợi được. Nếu chúng ta đỡ điều kiện thuận lợi, chúng ta mới thực hành, chúng ta mới hành ngày nọ thực hành đó, chúng ta mới đi thực tu thiền những cái này đó, đỡ cái điều kiện thuận lợi không có đó. Các con phải có ý thức vượt qua cái khó khăn, khắc phục cái khó khăn đó, tự mình tạo ra cái duyên. Nhưng đừng có bảo là tùy duyên, chúng ta không cứ ngồi đấy chờ cái duyên nó đến. Duyên là do mình nữa đó nhé. Duyên có hai đoạn, một cái khách quan như một cái là chủ quan. Và cái chủ quan của mình là mình điều khiển được, mình chế ngự được, đúng không? Mình tạo ra được, có khả năng tự tác tác động được, đúng không? Cái tùy duyên đấy, các vị phải nhớ là tùy duyên khách quan, tùy duyên chủ quan. Chứ cứ đừng nói cái tùy duyên là không muốn đến đâu được bao giờ. Nó đầy đủ thật ra người phải đi tiến hành cũng có chuyện gì đâu. Không bao giờ có đầy đủ được. Chúng ta phải luôn xác định như vậy. Rồi từ cái thứ tám là kiên nhẫn. Kiên nhẫn ở đây là các vị phải đọc đi đọc lại cái tâm của con người ấy. Là cái khó nhất là cái sự kiên nhẫn, đọc đi đọc lại cái việc nó chọc chai bất kỳ việc gì cũng kể cả cái gì tốt đẹp nhất nó được cái là nó lại những cái khác ngay lập tức. Chính vì thế chúng ta khổ, tại vì làm sao ta biết nó cứ chạy đi tìm cái mới hoài, không bao giờ nó dừng lại ở cái ta cũng phải tìm cái mới tốt. Và chúng ta hãy tìm cái đúng mà là đủ, cái đúng mà là dù cái đúng nó cũ đi 100 năm 1000 năm nữa, nếu mà nó đúng ta cứ vào đi làm lại mãi, đừng phải tìm cái gì mới, đừng phải tìm cái gì hay, cứ thấy đúng là đi làm lại. Tại vì sao? Cái gì làm được rồi đó, cái đúng mà nó bị làm được rồi, nó làm được 1 lần 2 lần 10 lần rồi đó, thì nó đã trở thành gì? Nó thành quá khứ rồi. Thế thì hiện tại như này thì đúng như tốt đấy, có được nó bị làm lại tiếp thôi để nó mang lại hiệu quả không nhé. Đừng có đi tìm cái gì mới, cứ làm cái cũ mà làm tốt thật tốt, làm đi làm lại đi. Ngày hôm qua thiền, hôm nay lại thiền, ngày mai lại thiền, tuần sau lại thiền, tháng sau, năm sau. Thế ngoài tôi thiền tôi biết rồi, tôi muốn tìm cái gì hay, cái gì mới, một cái pháp thiền nào mới, một pháp thiền nào lại, phải. Ta không cần những thứ đó, không cần những thứ đó. Chúng ta hãy biết chắc một thứ mà chúng ta làm đi làm lại. Tại vì mỗi lần làm lại đó nó mang lại lấy, mỗi lần làm lại thì nó cũng bị gieo nhân lành, gieo nhân thiện lành. Mỗi lần làm lại là nó bị đang gieo nhân thiện lành, nó sẽ cho quả chắc chắn, quả tốt đẹp. Các vị có hiểu không? Và cái cuối cùng thì tôi cũng là phải quyết tâm đi đến cùng. Đừng có bao giờ nghĩ khó quá, tôi không làm được đâu. Không bao giờ.
tôi chỉ nghĩ là trong điều kiện hoàn cảnh này tôi có thể làm được điều gì là tốt nhất, có phải không? Không cần biết được nó có làm được kết quả cuối cùng hay không, tôi chỉ biết là trong thời điểm này tôi sẽ làm được điều gì, tôi sẽ làm được điều gì. Con bảo cái kỳ khó đó không đạt được đâu, thế là chúng ta làm ra bỏ cuộc. Chúng ta không nghĩ đến kết quả, chúng ta chỉ xác định là cái đích đấy thôi. Còn đường đi thì các vị cứ từng bước mà bước cho xứ. Bao giờ nó đến cái tính sau, các vị đừng nghĩ nó xa quá, nó khó quá, người ta không đi nữa. Các vị cứ bước đi cho xứ, từng bước mà cũng được. Hả? Có hiểu cái gì đâu? Mà không bao giờ bỏ cuộc. Có như vậy chúng ta mới không bỏ cuộc được. Chứ chúng ta đã nghĩ đến đích nó khó, nó xa là kiểu gì, chúng ta sẽ bỏ cuộc. Ta không nghĩ đến đức nó xa nó khó, mà chúng ta chỉ nghĩ là trong giờ này điều gì tốt nhất ta có thể làm được, ta làm điều đó. Sau đó bắt đầu làm tiếp điều khác, lại làm tiếp điều khác, lại làm tiếp điều khác. Như vậy, các vị trong cuộc sống hàng ngày bao nhiêu khó khăn, những cái lúc trải qua khó khăn khốc liệt đấy, các vị nghĩ không tưởng chừng không bao giờ có thể vượt qua. Nhưng các vị cứ cần dần làm từng việc một thì nó qua mất nào, có phải không? Các vị đã có trải qua những lúc đấy như thế bao giờ chưa? Có chứ, đúng không? Nhiều khi tưởng chừng không biết làm thế nào mà vượt qua. Nhưng mà làm sao chúng ta cứ từng việc nhỏ nhỏ ta làm, cuối cùng nó vượt qua. Vậy như vậy thì cái bài pháp ngày hôm nay là muốn giúp cho các vị một số các yếu tố để vun bồi ngũ căn. Thì chúng ta hiểu rằng cái thiền minh sát là cái tiến trình phát triển các cái thiện tâm tốt đẹp, làm cho cái thiện tâm ấy trở thành viên mãn và nó khống chế tâm khí của chúng ta. Và các thiện tâm tốt đẹp, tâm sở tốt đẹp tích cực đó chính là tí, tấn, niệm, định, tuệ. Còn mong cho các vị có thêm cái hiểu biết, có thêm hiểu biết tăng để có thể thực hành thiện tâm và có thể giúp các vị thành tiên như ý nguyện của các vị ngay trong kiếp sống này.